Hôm 28 tháng 1 năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên kết quả giải thưởng làng sóng xanh lần thứ 24 đã được công bố bằng hình thức online. Dù không tổ chức lễ trao giải như mọi năm, nhưng sức nóng của làng sóng xanh 2021 cũng không hề suy giảm với sự tham gia tranh giải của những tên tuổi nổi bật trong năm qua như Sơn Tùng MTP, Đen, Văn Mai Hương, Subin. Dẫn đầu số lượng đề cử, rapper Đen cũng là nghệ sĩ thắng lớn tại làng sóng xanh với 6 giải ở nhiều hạng mục quan trọng. Trong đó, chỉ tính riêng bản hit Trốn Tìm đã giúp cho Đen đem về 3 giải thưởng, top 10 ca khúc được yêu thích, ca khúc của năm và MV của năm. Nam rapper từng chia sẻ rằng đây là ca khúc mà anh tâm đắc nhất, được thu âm trong thời gian 1 tuần với sự góp giọng của nhóm nhạc MTV. Sản phẩm được nhiều người khen ngợi là có ca từ giàu tính hình tượng, lối ví von, gieo vật bực mà. Hình ảnh MV do đạo diễn Thành Đồng thực hiện với chất du mục cùng ý tưởng sáng tạo độc lạ cũng góp phần giúp Trốn Tìm thu về hơn 54 triệu lượt xem và gần 900.000 lượt thích trên YouTube. Ngoài ra, nam rapper còn giành thêm giải sự kết hợp xuất sắc cùng với Justati, Hứa Kim Tuyền và Xuân Ti và ca khúc được yêu thích trên radio với sản phẩm Đi Về Già. Đặc biệt, Đen còn được xướng tên ở hạng mục quan trọng nam ca sĩ của năm với tỷ lệ bình chọn cao ngất ngưỡng 73,4%. Có thể nói, năm 2021 là một năm bội thu của nam rapper khi liên tục được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng lớn. Trong khi đó, Văn Mai Hương là ca sĩ nữ giành được nhiều giải thưởng nhất năm nay, đánh dấu sự trở lại của cô với làng sóng xanh sau gần 10 năm trắng tay ở giải thưởng này. Với ca khúc Hương, nữ ca sĩ đã xuất sắc mang về 3 giải thưởng, ca sĩ đột phá, nữ ca sĩ của năm và top 10 ca sĩ được yêu thích nhất. Ở lĩnh vực sáng tác, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền gần như không có đối thủ khi là người dẫn đầu về số lượng bài hát nằm trong top cũng như số lượng đề cử. Nam nhạc sĩ giành hẳn 7 chiếc cúp danh giá ở 4 hạng mục, bao gồm 4 sáng tác trong top 10 ca khúc được yêu thích. Bài hát Hiện Tượng, Tình Bạn Diệu Kỳ, Sự Kết Hợp Xuất Sắc, Đi Về Nhà và ca khúc được yêu thích trên radio, Đi Về Nhà. Có thể xem, đây là lần đầu tiên một nhạc sĩ gặt hái được nhiều giải nhất tại làng sóng xanh. Bài hát Hiện Tượng là hạng mục so kè quyết liệt nhất giữa những cái tên gây bão trong năm qua và chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Tình Bạn Diệu Kỳ với số phiếu chiếm 32,2%. Trong khi đó, ở hạng mục gương mặt mới xuất sắc, tân binh Mỹ Anh đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để giành lấy chiếc cúp. Đáng chú ý, Subin có 6 đề cử và Sơn Tùng MTP có 4 đề cử tại làng sóng xanh 2021. Nhưng cuối cùng, chỉ góp mặt ở hạng mục top 10 ca khúc được yêu thích.